dính rạch mà ông có biết gia đình của ông hội đồng tồn? Dạ biết, cô con gái lớn ông hội đồng tên là Trần Xuân Sa. Đúng rồi, nó là bạn của tôi. Bây giờ ông biết nó ở đâu không? Tôi cũng có ý đi tìm cô hai để nói một chuyện riêng. Ủa, nói như thế á, là ông với nó có liên hệ thế nào? Xưa tôi với nó rất thân tình, ông có thể nói tôi nghe để mai sau cô gặp tôi sẽ vì ông mà nhắn giùm. Bà ơi, đây là tâm sự thầm kín của cô hai xa khi cô còn con gái. Trong khi tuổi tôi ngày một lớn, tôi sợ mình không làm tròn lời hứa với một người đã qua đời. Người ấy là ai vậy? Là cô mụ tám bị tay bắn chết lâu rồi. Cô dặn tôi đang tìm cô hay xa, nhắc nhở để cô tìm nhìn một hạt mau rơi, cho cô xa biết sự thật về cái quan thai xưa ông hội đồng biểu cô đem đi chôn sông, để che giấu một việc làm nhớ nhuốc mà xưa cô hai gian díu với thầy lời. Hả? Tôi nhớ rồi, chuyện này con Sa nó cũng có tâm sự với tôi. Bây giờ đứa bé còn sống hay chết? Còn sống. Sự thật đứa bé ấy bị đuôi chứ chưa có chết. Hồi đó cô mụ tám cũng nỡ đem đi chôn, mới giao cho người thợ câu nuôi giùm. Ông thợ câu đó tên gì? Bây giờ ông ở đâu? Ở đâu? Dạ ông tên là Hai Tất, là tôi đây nè. Còn đứa bé đó? Nó tên là Nguyễn Thị Lượm. Hả? Tôi gửi nó làm ở hãng phim này. Trời ơi, con Lượm, con Lượm chết rồi con ơi. Bà chủ, bà chủ, bà sao vậy bà chủ?